con. Dạ. Rút kinh nghiệm đi nha. Đừng có chủ quan nữa. Nói nào ngay giờ mình cũng lớn tuổi rồi, đâu có nhanh nhạy bằng mấy đứa nhỏ. Mẹ nói lớn tuổi chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ thôi có chuyện gì rồi cẩn thận, chủ quan quá còn có mang con hại. Con biết rồi. Cả đời của con á bị chủ quan một lần thôi, không có lần sau đâu mẹ. Alo. Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ. Dạ được chị, được được. Dạ dạ rồi. Dạ em chào chị. Mẹ. Ừ. Ngày mai người ta đặt cọc căn hộ mình á. Trời đất. Thiệt luôn. Dạ sớm mai mình gặp nha. Cái gì mà lẹ vậy? Mẹ đó nghe dắt khách đi coi nhà mòn hết cái nhà luôn, mà người ta còn chưa muốn mua. Còn con qua một cuộc điện thoại thôi mà người ta muốn mua nhà rồi. Kỳ ha, kỳ ha. Mẹ, cái vụ này chỉ có lừa đảo thôi á, chứ làm gì mà có mua liền được con. Mẹ, coi chừng nó gạt con á. Sao lừa đảo được? Tại cái này á, tụi con gửi cho môi giới, cho nên là môi giới biết á là khách hàng có nhu cầu cần cái gì thì người ta giới thiệu rất là nhanh. Mình không có tốn công, tốn thời gian gì hết. Thôi, như vậy là càng không được. Mình tốn một mớ phí cho họ. Vậy là mẹ không có đồng ý đâu á nghe. Cái dịch vụ này nó là như vậy nè, cái số tiền mà mẹ bán á nó vẫn giữ nguyên với giá của mẹ yêu cầu, người ta chỉ nâng giá lên một chút xíu xong rồi môi giới sẽ lấy cái số tiền nâng lên đó. Con đâu có mất tiền đâu mẹ. Con thôi mẹ, không thấy được, mẹ ơi. Mẹ thấy bán được là mừng rồi con. Chứ thời gian vừa qua con thấy loay hay con mệt không? Nội cái tiền thuốc mà đổ vô mà cho con chạy tới chạy lui không cũng đủ mệt rồi đó. Thôi thôi, cảm ơn con dâu đi. Con quá giỏi nghe Đăng Thanh nha. Nội con đâu có giỏi gì đâu bà nội, tất cả là nhờ Lân á. Lân biết chỗ môi giới uy tín nên Lân gửi á, chứ đâu phải con đâu. Cháu nội tôi giỏi dữ vậy trời. Hả? Đó nghe không? Hỏi em đi. Em gì cũng làm được hết trơn á. Giỏi giang rồi tìm được chuyện này chuyện kia chuyện nọ giúp cho gia đình. Con đó thụ động hoài. Dạ thưa nội, dạ thưa mẹ, con chẳng qua là hên thôi, chứ con có tài cán gì đâu. À, sẵn hôm nay là cuối tuần nữa, mẹ với chị Thanh á đừng vô bếp, để con vô bếp cho. Hôm nay con muốn mời bà với lại cả gia đình mình một bữa. Được không? Được, anh cứ để cho em. Trời đất ơi, cháu ai mà nó giỏi đều vậy trời. Hả? Cháu... Không, mấy đứa giỏi hết. Đây giỏi, đây giỏi, hai bên giỏi hết. Cháu có nội chứ ai? Phi Lân, con múc miếng cho nội nêm nếm thử. Dạ, cơ. Dạ. Qua đây. Trời, như coi chừng nóng nha. Biết. Này là sao? Trời ơi. Trời ơi, nó ngon dữ thần vậy trời. Trời đất ơi, phải công nhận đó con. Đàn ông mà không vô bếp thôi nha. Vô bếp nó nấu còn hay hơn phụ nữ nữa đó. Trời ơi, con ơi, không ngờ nha. Ôi, nói đó, thấy không, cái này là một tấm gương nè, cho ba con nè, cho anh con nè, cho cả nhà. Để biết rằng làm gì làm, là về phải phụ vợ con trong cái chuyện bếp núc. Nấu ăn ngon quá con ơi, giỏi ơi là giỏi luôn à. Mẹ ơi, mỗi người mỗi sở thích mà mẹ. Đâu phải là anh Phi Long hay là anh Thơm á, là nó phải giỏi nấu ăn thì nó mới là người đàn ông giỏi xuất sắc đâu mẹ. Ủa thì nó tập con. Thí dụ là Tôm. Dạ. Bây giờ con tập đi. Con ngoài cái chuyện con đi làm xong về á là con phụ vợ con. Mình như vậy thì mình mới là đàn ông thương vợ, đàn ông lo cho gia đình, người đàn ông tốt chứ con. Nhưng mà nó đi làm suốt ngày, nó lo nhiều việc quá nên cũng giỏi vậy mẹ. Có ai nói nó không giỏi đâu con. Nhưng bạn vậy giỏi hơn nè. Bà nội nói đúng rồi đó, anh phải học hỏi lần dài á. Nói gì kỳ vậy nội, chú một Phi Lân nội khen Phi Lân hoài mà không sợ con buồn nữa. Không, cháu nội cũng giỏi mà, nhưng mà nội nói để cho con học thêm để con giỏi hơn nữa. Hả? À, thôi đừng giận nội mà. Trời ơi, coi kìa. Thưa mẹ. Ủa? Ờ, con. Chào mọi người. Đi thay đồ đi với ba liền. Đi đâu vậy ba? Đi ăn tiệc ở công ty khách nước ngoài người ta mời. Đích danh con đó. Ủa anh? Mấy gì khách nước ngoài công ty anh á hả? Ừ. Ủa anh có nhầm tên không? Thằng Tôm mới làm chung công ty với anh mà. Sao lại mời Phi Lân? Cái này chắc cho cái số đó rồi. Đợt trước là công việc của thằng Tôm. Mà thằng Tôm nó bận cho nên anh bắt này đi thế. Cuối cùng giờ khách người ta hoành lại, người ta ký hợp đồng. Người ta yêu cầu đó chứ người ta đâu biết thằng Tôm đâu. Trời ơi cháu tôi.
Ủa sao con giỏi dữ vậy con? Trời ơi, em giỏi thiệt luôn á. Lên thay đồ đi, thay đồ đi, để chị nấu nha. Lên thay đồ đi với nhanh, ba. Nhanh, nhanh con, nhanh, nhanh, nhanh. Không có, nội nội nói vậy chứ nội cũng khen con cũng giỏi con. Anh vậy mà được á hả? Trời đất ơi, anh làm vậy mà người ngoài người ta nói anh là thiên vị người nhà. Thì con của anh đây nó làm chung với anh mà. Thôi. Đâu có phải là cái tiệc này là của công ty anh đâu. Khách nước ngoài người ta mời đích danh ai thì người đó đi thôi. Thôi chứ bây giờ má đề nghị vậy, con thay đồ, con cùng đi với ba với em, có gì em nó có dở cái con đỡ được không? Nghe. Chắc cũng được. Thôi vậy thôi, nếu mà con rảnh thì con cứ thay đồ đi chung với em. Đi con, đi ra. Dạ nội. Nhưng mà nhân nhị cái gì nữa? Ba nói vậy đi đi. Tại vì á, đàn ông đàn an á, là mình phải cần giao tiếp ở ngoài xã hội. Đi đi con, chào hỏi giao tiếp quen biết là công việc mà con. Coi vậy cho em nó dở giao tiếp, con đi con phụ cho em. Dạ dạ nội. Mẹ, ba chắc là ba với Phi Lân đi đi. Con có hẹn với bạn rồi, con bận rồi. Cái thằng dạ, này con thay đồ con đi. Nè. Anh đó, anh làm nó giận rồi đó. Nó buồn rồi đó thấy chưa? Thôi mình đi ra ngoài coi nó làm sao. Đi 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 con. Có chuyện gì không trời? Sao gọi không nghe máy chứ vậy? Thì ba sốt ruột quá con. Giờ sao đây? Con đi kiếm ảnh nha mẹ. Trời ơi. Mình. Ủa tính đi đâu vậy con? Dạ. Tối rồi đó. Giờ này đi mà bầu bì là không có nên đâu nghe. Dạ. Con tự nhiên thèm hủ tiếu quá ba. Con đi đâu ngoài đường đây con mua tô hủ tiếu về ăn à. Sao kêu Tôm đi mua cho con? Hay là đi chơi chưa về đúng không? Thằng Tôm giờ đi chơi chưa về đúng không? Dạ. Thì đúng là thằng Tôm nó chưa có về. Thanh nó gọi điện hoài không được cho nên nó mới đi ra coi thằng Tâm có đâu ngoài kia không. Dạ không có đâu. Thật sự là con thèm hủ tiếu thiệt. Rồi con đi mua hủ tiếu rồi sẵn đi kiếm ảnh luôn. Con không có đi đâu hết á. Nó lớn rồi. Nó đi được thì nó phải về được. Nó có chân có cẳng đâu phải nó què đâu. Anh vừa phải thôi. Thằng Tâm nó cũng là con của anh á. Nó mà nghe được á, nó tủi thân nó buồn rồi sao. Mà lỡ nó có chuyện gì ở ngoài đường á là lỗi của ông hết á. Kỳ vậy, tự nhiên đổ thừa lỗi gì lỗi phải của tôi ngang ngược vậy. Anh mới là lạ đó. Cái chuyện gì cũng đề cao thằng Phi Lân lên. Rồi không hiểu được cái cảm xúc của thằng Tôm như thế nào. Nó là con trai lớn nha. Nó không tủi thân, nó không buồn mới là lạ đó. Mẹ, nhưng mà con thấy Lân giỏi thiệt mà mẹ. Thì giỏi thì mẹ ghi nhận. Chuyện nào ra chuyện đó. Có ai mà nói là không ghi nhận Phi Lân đâu. Mà con cũng vậy nữa. Thằng Tôm mới là chồng của con. Ít ra con phải đứng về phía mẹ để mà khen ngợi chồng con chứ. Nhưng mà hôm bữa mẹ cũng khen Phi Lân mà. Thì rõ ràng, nó làm tốt thì mẹ khen, chứ mẹ có phủi đâu. Dạ. Nhưng mà tôi thấy một cái chuyện vô lý là gì nè. Bản thân nó dở thì nó phải chịu nó dở. Tự nhiên bây giờ nó không chấp nhận chuyện người ta giỏi hơn nó là sao? Nói chuyện với ông mệt quá đi. Dạ thôi, vậy con đi mua hủ tiếu nha mẹ. Thôi, chị lên nghỉ đi, để em đi mua cho. Dù gì em cũng thèm hủ tiếu nữa. Chị lên nghỉ đi. Về nữa mình. Ôi, nó lớn hết rồi, kệ nó đi, hơi sức này em lo hoài. Mình nói như vậy em không có đồng ý đâu. Lớn cái gì nói cũng còn nông cạn lắm. Thiệt á, nói không có nghe lời. Một thằng thì có vợ, còn thằng thì lớn chồng ngầu. Em làm như nó 5-7 tuổi vậy đó. Anh mà dễ dãi với nó hư á. Bởi vậy á, tối nhà em cứ lùi rồi, em làm mệt. Điện thoại gọi thì cũng được. Thấy chưa? Ủa, cái gì vậy? Về say xỉn. Trời ơi. Sao này? Sao vậy nè? Trời ơi! Sao vậy nè? Ủa thì thằng nào xỉn hơn? Sao lại Phi Lân? Con? Trời ơi! Ui mặt con sao vậy nè? Tôm! Sao mặt ơi? Mày mà máu me không vậy nè? Bà có trơn vậy nè? Mình nói Phi Lân hình như nặng hơn nè mình. Sao vậy con? Hả? Đây, 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 lấy nước này. Bỏ nước xuống đi. Nước mà nè. Trả lời coi. Em sao vậy? Con sao vậy? Dạ. Con đi nhậu. Ừ. Cái con bị người ta đánh. Cái Phi Lân nó thấy vậy, nó nhào vô luôn. Chứ mà chuyện gì mà tự nhiên đánh lộn? Mà con gây sự gì mà để người ta đánh con? Không có.
Thì con có tâm trạng nên con đi nhậu, mà bạn cái bên nó ồn quá, con mới nói nó kêu nó giảm tiếng lại. Cái con chuyện đó nó kêu người tới đánh con. Rồi Phi Lân nhào vô đánh. Thiền Phi Lân nó thấy con vậy nó nhào vô nó can. Nó can không được cái nó quýnh người ta luôn. Cái người ta thấy nó thấy ghét quá, cái người ta đè ra người ta quýnh một mình nó không quýnh con nữa. Trời đất ơi, thiệt tình. Con đó cũng ngang lắm. Yên tâm đi. Người ta quýnh nó nằm chèm bẹp luôn. Cái rồi người ta tưởng nó chết rồi, người ta bỏ đi luôn. Mày còn cười được nữa hả? Hay xỉn rồi nó bậy nó bạ à. Nằm yên nó coi coi. Mà con cũng vậy nữa. Khi mà người ta đánh anh như vậy đó thì chạy tới kéo tay anh chạy về, tránh tụi nó đi. Chứ còn nhào vô đánh chi con bị thiệt hại nè, con thấy không? Lỡ mà con có chuyện gì nguy hiểm hơn thì sao đây? Dạ đâu có sao đâu mẹ, chịu đau chút xíu thôi mà. Anh Tôm là anh của con mà. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ thấy hai anh em con thương nhau vậy, mẹ xúc động lắm. Anh thành thật xin lỗi em. Thành tâm xin lỗi em luôn. Con nữa, mà nói con nè, làm anh trai lớn ra ngoài đường phải chững chạc chứ. Tất cả mọi chuyện mình phải kiềm chế mình lại để cho ra nông nổi như vậy đó. Mình nè, đừng có la con nữa. Nó nói rồi, nó không có thoải mái, tâm trạng nó không bình thường, nó mới đi nhậu như vậy. Thôi kinh nghiệm nghe chưa hai con nghe. Ba biết con buồn ngày hôm nay là do lỗi của ba, nhưng có một điều là ba rất vui, bởi vì ba thấy hai đứa rất là thương yêu nhau. Ba tự hào về hai đứa, ba thương hai đứa như nhau. Con hiểu không Tôn? Ba yên tâm, con coi em Lân là em trai ruột của con mà. Tụi con là anh em của nhau mà ba. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh.